Xin chào tất cả các bác nhé. Và hiện tại em đang có mặt ở Hà Lan và đang nắp bộ karaoke cho các khách nâng cấp này. Bộ này thì 25-26 triệu ấy, rất là đỉnh cao. Hoàn toàn nó không hú rít nữa nhé. Đôi loa này là đôi loa JBL KS6120 MK2 phiên bản cao cấp từ 190 côn 76, sơn khá là chất lượng, thay bằng đôi loa bãi của bác ở ngoài này. Bãi thì nó sẽ có cái nhược điểm là nó đánh lâu, có khả năng nó dão côn các bác nhé, khả năng chết rất là cao. Thì các bác cứ mua loa mới xem, em bán loa bãi cũng bán nhưng mà hầu hết là sử dụng loa mới thì em bảo hành cho các bác 25, cũng yên tâm. Loa bãi thì là nó thay côn, dão côn thì các thứ rất là phiền phức. Đây là toàn hàng của QT Acoustic, có mỗi cái mic Shure này là không phải, nó là combo của dòng QT Acoustic. Nó cũng đầy 4 kênh. Thật là to thì nó bắt đầu nó mới nháy màn hình. Đây hiện tại hai kênh này em đang đánh chập kênh, đánh súp, đánh quả súp hơi của điện 3.5 triệu. Còn là hai kênh ngoài này em đánh mỗi kênh một quả loa. Có nghĩa là các bác có thể thu vẫn đánh được thêm một đôi loa nữa bằng cái kênh B này chẳng hạn. Đôi loa lời 25 chẳng hạn thì các bác treo trong phòng nó sẽ ok hơn. Này thì mic mới, nó mới hết các bác nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip sau. Bộ này gần 30 triệu.